cho các bản tin nhanh 24/7. Con quỷ nhất của bài 150cc với giá chỉ 40 triệu đồng của Honda đã chào đời tại châu Á. Năm 2017 được xem là năm đỉnh điểm của thị trường xe con tay, với hàng loạt mẫu con tay trong phân khúc 150cc liên tục được ra mắt thị trường. Vừa mới đây, Honda đã cung cấp hình ảnh mới nhất về cái mẫu CB150R phiên bản năm 2007 Special Edition, với bình xăng màu đen, một vạch vàng đồng để làm cái điểm nhấn, cùng với ba màu thì chọn khác, với mức giá bán tận độ vào khoảng là 40 triệu đồng. CB150R đã thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu Nikon 150cc tại Việt Nam như là chiếc Yamaha FZ150 có mức giá bán chính hãng là 72,5 triệu đồng là ra giấy tờ, và FZ16 và Suzuki E-N 150. Honda CB150R sử dụng động cơ xăng Standard Dioxide dung tích 149,98 hồi khối, làm mát dung dịch phun xăng tử BCFE với công suất 16,7 mã lực tại vòng tua máy 10.000 phút, mô men xoắn cực đại 13,1 Nm tại 8.000 phút, hộp số là 6 cấp, sở hữu thiết kế trẻ trung nhưng không kém phần hầm hố, với những chi tiết góc cạnh mang cảm giác như đang cầm cương một con quái vật, chiếc mô tô phân khối lớn thực sự, và được mệnh danh là chiến binh đường phố với khả năng vận hành là khá hoàn hảo. Honda hy vọng sẽ giành lại cái thị phần phân khúc mô tô 150cc đang thống trị bởi nhà Yamaha là FZ150. Đây là một trong những mẫu mô tô cỡ nhỏ bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay dòng xe này vẫn đang bán thông qua các đại lý tư nhân, nên mức giá bán rất cao, vào khoảng 105 triệu đồng, đắt hơn đối thủ trong cùng một khúc rất nhiều. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hẹn lại chi tiết, nhớ like, share, subscribe.